Nam mô Bụt Thầy Giả. Đây là chương trình Phật pháp của Đạo Tâm Ma trên mạng internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Netanya, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 7 năm 2021, Phật lịch 2565. Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 2, chương 1, Toát yếu tâm, Chitta Sangraha, sẽ do Thượng tọa Tỳ siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp vô Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa tu lên thay, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa xuất hẳn để dựng nhập các hội hôm nay. Nam mô Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta học Thắng Pháp Abhidhamma, sẽ rất là sớm chúng ta nhận ra rằng riêng đối với môn học này thì tâm là một đề tài lớn, là một đề tài quan trọng và là một đề tài mà chúng ta phải bỏ nhiều thì giờ tâm trí và cố gắng để học hiểu. Dĩ nhiên là khó có một cái bài học nào hay có một bài viết nào mà đề cập hết tất cả những khía cạnh liên quan đến tâm ở trong Thắng Pháp. Chúng ta nói có thể không lầm rằng là từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng học Thắng Pháp thì dù phần nào nó cũng có liên hệ ít nhiều đến tập. Và do vậy
Tất cả chúng ta hãy kiên nhẫn, mỗi một bài học, mỗi một ngày đi qua thì chúng ta sẽ học thêm một số những cái phương diện, những khía cạnh mới về cái đề tài quan trọng này. Bây giờ mời quý Phật tử Quan Hỷ đọc cho bài học, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Thiện Sư giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Lời sư tu thân thi, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân giáo truyền thánh pháp Abhidhamma. Bài 2, chương 1, thoát yếu tâm, citta sanghaha. Tâm citta gồm có 89 hoặc 121 khứ phân theo lãnh vực, nghĩa có bốn nhóm. Một, tâm dục giới, kama vaccha rajita. Hai, tâm sắc giới, rupa vaccha rajita. Ba, tâm vô sắc giới, arupa vaccha rajita. Bốn, tâm siêu thế, lokut rajita. Gọi là tâm dục giới, nghĩa là những tâm chuyên môn biết cảnh dục như sắc, thinh, khí, vị, xúc, thường hoạt động trong cõi dục như cõi chư thiên, cõi nhân loại, cõi được khổ đọa. Có bà Lì chú giải: Khai Avacharati Thikava Thikama Quái Chanh. Tâm thường tới lui với cảnh dục, gọi là tâm dục giới. Tâm dục giới có 54 thứ. Gọi là tâm sắc giới, nghĩa là những tâm thuộc lĩnh vực thiền, đề mục ngũ sắc, và thường hoạt động trong cõi phạm thiên sắc giới. Có Pali chú giải: Rupe Avacharati thì rupa vai cho rằng tâm thường lui tới với đề mục sắc và cõi sắc, gọi là tâm sắc giới. Tâm sắc giới có 15 thứ. Gọi là tâm vô sắc giới, nghĩa là những tâm thuộc lĩnh vực thiền, đề mục vô sắc, và thường hoạt động trong cõi phạm thiên vô sắc. Có Pali chú giải: Arupe Avacharati thì arupa vai cho rằng tâm thường lui tới với đề mục vô sắc và cõi vô sắc, gọi là tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới có 12 thứ. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới gọi chung là tâm đáo đại Mahakatachitta, có 27 thứ. Sở dĩ gọi là tâm đáo đại vì tâm sắc giới và tâm vô sắc giới đạt đến năng lực lớn. Như Bali chú giải: Mahatang Gato Himahang Himahagato, đạt đến sự lớn lao gọi là đáo đại. Tâm dục giới và tâm đáo đại gọi chung là tâm hiệp thế Lokicca Citta, có 81 thứ. Sở dĩ gọi là tâm hiệp thế vì những tâm này liên quan trong đời, liên quan ba cõi dục, sắc và vô sắc. Có Pali chú giải: Loke Niyutta Tilokicca, liên hệ trong tâm giới gọi là hiệp thế. Gọi là tâm siêu thế, nghĩa là những tâm chuyên môn biết cảnh siêu thế, nhất bản, hoặc là những tâm vượt thoát thế gian, do trừ phiền não. Có Pali chú giải: Lokato Uttarati Hilokuttaro
Siêu thế tam giới gọi là siêu thế. Tâm siêu thế có 8 hoặc 40 thứ. Tâm đáo đại và tâm siêu thế gọi chung là 67 tâm thiền. Chana citta gọi là tâm thiền vì những tâm này tương ưng với các chi thiền. Có Pali chú giải. Vittaka, Dicca, Nangehi, Sampajuttang, Chittang, Dicca, Nachittang. Tâm tương ưng với các chi thiền như tầm gọi là tâm thiền. 89 hoặc 121 tâm phân theo tính chất, cha tí, có 4 loại. Tâm bất thiện, Akusala Chitta, có 12 thứ. Hai tâm thiện, Kusala Chitta, có 21 hoặc 37 thứ. Ba tâm quả, Vipaka Chitta, có 36 hoặc 52 thứ. Bốn tâm tố, Kiriya Chitta, có 20 thứ. Gọi là tâm bất thiện, nghĩa là những tâm bất hảo, không hiện thiện, tương ưng với căn bất thiện, tham, sân, si, là nhân tạo quả xấu. 12 tâm bất thiện chỉ thuộc lãnh vực dục giới thôi. Gọi là tâm thiện, nghĩa là những tâm chất tịnh hảo, tốt lành, tương ưng với căn thiện, vô tham, vô sân, vô si, là nhân tạo quả tốt. 21 hoặc 37 tâm thiện thuộc cả 4 lĩnh vực: thiền dục giới 8 thứ, thiền sắc giới 5 thứ, thiền vô sắc giới 4 thứ, thiền siêu thế có 20 thứ. Gọi là tâm quả, nghĩa những tâm thành tựu do chủng tự nghiệp thiện và bất thiện. 36 hoặc 52 tâm quả thuộc cả 4 lĩnh vực: quả dục giới 23 thứ, quả sắc giới 5 thứ, quả vô sắc giới 4 thứ, quả siêu thế có 4 hoặc 20 thứ. Gọi là tâm tố hay tâm dư tác, nghĩa là những tâm hoạt động chỉ hành động không có quả của hành động. Những tâm này không là nhân cũng không là quả, phi nhân phi quả. 20 tâm tố chỉ thuộc lĩnh vực hiệp thế, tố dục giới 11 thứ, tố sắc giới 5 thứ, tố vô sắc giới 4 thứ. Như vậy, 4 lĩnh vực tâm phân theo tính chất. Tâm dục giới có 4 loại. 54 thứ là: một tâm bất thiện, Akusala Chitta, 12 thứ. Hai tâm thiện, Kusala Chitta, 8 thứ. Ba tâm quả, Vipaka Chitta, 23 thứ. Bốn tâm tổ, Kriya Chitta, 11 thứ. B tâm sắc giới có 3 loại, 15 thứ là: một tâm thiện, Kusala Chitta, 5 thứ. Hai tâm quả, Vipaka Chitta, 5 thứ. Ba tổ, Kriya Chitta, 5 thứ. C tâm vô sắc. Tâm vô sắc giới có 3 loại, 12 thứ là: một tâm thiện, Kusala Chitta, 4 thứ. Hai tâm quả, Vipaka Chitta, 4 thứ. Ba tâm tố, Kriya Chitta, 4 thứ. Về tâm siêu thế có 2 loại, 8 hoặc 40 thứ là: một tâm thiện, Kusala Chitta, 4 hoặc 20 thứ. Hai tâm quả, Vipaka Chitta, 4 hoặc 20 thứ. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh tọa.
Vậy sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy giả. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ tam bảo Đức Phật giáo pháp và thánh chúng. Kính chào thượng tọa Nhật Đẳng, tọa Hợp Tân cùng chư tôn đức có mặt trong rung, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình thắng pháp. Và hôm nay chúng ta bước qua cái toát yếu về tâm. Và như lời diễn nhập của Thượng Tọa Nhật Đẳng, thì thật không dễ gì để chúng ta trình bày và chúng ta hiểu hết cái thái của tâm. Nhưng ở trong thắng pháp Abhidhamma thì khải dĩ giúp cho chúng ta hiểu được tâm là như thế nào. Nhờ chúng ta có một giáo trình gọi là tập Abhidhamma Thassagha, tức là thắng pháp tập yếu. Từ đó chúng ta mới bắt đầu triển khai ra. Tất nhiên ở đây chúng ta chỉ dựa trên cái sườn. Vì nếu mà chúng ta học đi thẳng vào trong thắng pháp thì chỉ là những phần tóm được bằng tiếng Pali thôi. Và mỗi một chương hay một phần đưa ra Pali cho cái phần đó, cho cái chương đó. Cho nên tùy theo mỗi một lớp học, mỗi một chương trình học mà cái giáo trình thắng pháp tập yếu luận được giảng giải chi tiết, phân tích, chúng tôi cũng cố gắng để chúng tôi biên soạn lại cái giáo trình mà cách đây rất lâu chúng tôi đã dạy một, đã có một cái giáo trình để dạy cho chư tăng học thắng pháp, phi diệu pháp. Cho đến bây giờ thì chúng tôi mới có cái thời gian rảnh rỗi trong cái mùa dịch này, không có đi dạy ở đâu, chúng tôi ở yên một chỗ, cho nên chúng tôi soạn lại. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe MC đọc cái bài viết về toán yếu tâm Chitta Sangha, là cái chương đầu tiên của Abhidhamma Thassagha. Ở trong này chúng ta cũng chưa có đi sâu vào trong cái nội dung của tâm. Chúng ta chỉ mới có trình bày đại lược về các loại tâm
có nhiều cách để học. Nhưng mà dựa vào cái bộ thâm Massangani pháp tụ, bộ thứ nhất của thắng pháp tạng, thử đây tâm được chia theo bốn cái lĩnh vực phu mỹ. Cái chữ phu mỹ nó có nhiều nghĩa thưa quý vị. Thông thường chữ phu mỹ có nghĩa là cõi hay là cái nền hay là địa cầu. Nhưng mà chữ phu mỹ xài có cái nghĩa trừu tượng, cái nghĩa triết học đó. Thì chúng ta không thể xài cái nghĩa là cõi hay là cái địa cầu được. Vì sao vậy? Có nhiều quyển sách khi mà nói đến bốn cái phu mỹ của tâm, thì họ nói kama phu mỹ là tâm thuộc cõi dục, rupa phu mỹ là tâm thuộc cõi sắc, arupa phu mỹ là tâm thuộc cõi vô sắc, và họ nói rằng lokottara phu mỹ là tâm cõi siêu thế. Cái tâm siêu thế mà chúng ta nói là cõi siêu thế thì nó bậy vô cùng, không thể nào có cái cõi phu mỹ, không có thể nào có cõi siêu thế hết. Và do đó cho đây chúng ta không xài cái chữ cõi. Ngày xưa khi mà chúng tôi hiểu đến cái tạng diệu pháp của ngài hòa thượng Tịnh Sự, thì cái chữ phu mỹ này chúng tôi xài cái chữ địa vức. Nhưng mà sau này chúng tôi thấy cái chữ địa vức đó, thì nó hoàn toàn là chữ Hán ấy, và ít có thông dụng. Cho nên ở đây đó, cho nên ở đây chúng tôi phải xài lại cái ý nghĩa là lĩnh vực, chữ phu mỹ là lĩnh vực. Thì như vậy chúng ta nói là tâm mà thuộc lĩnh vực dục giới, tâm thuộc lĩnh vực sắc giới, tâm thuộc lĩnh vực vô sắc giới, tâm thuộc lĩnh vực siêu thế, thì như vậy nó không có mắc phải cái lỗi ở cái trường hợp nào hết. Cho nên chữ phu mỹ chúng ta xài giữa lĩnh vực hay là địa vức hoặc là phạm vi đều xài được trong ba nghĩa. Cho nên ở đây thì trong bài học này, hôm nay chúng ta sẽ nói về bốn cái lĩnh vực tâm, hay là tâm phân theo bốn lĩnh vực: kama vachara citta là cái tâm dục giới, rupa vachara citta là tâm sắc giới, arupa vachara là tâm vô sắc giới, và lokottara citta là tâm siêu thế. Thì ở trong bài học chúng tôi có biên soạn về cái định nghĩa gọi là tâm dục giới, là những tâm: một là chuyên môn biết cảnh dục như sắc khí vị xúc; hai là những tâm thường hoạt động trong cõi dục như cõi chư thiên, cõi nhân loại; bốn cõi khổ đọa. Thì chúng ta cũng nên hiểu rằng
cái tâm dục giới đó. Gọi là như vậy, chúng ta chỉ lấy cái ý nghĩa là chuyên môn biết cảnh dục. Cảnh dục ở đây như là cảnh sắc thân khi bị xúc, bởi vì chữ kama hay là dục đó, nó có ba. Một là kama có thú, gọi là vật dục hay là cảnh dục, tức là năm cái cảnh trần: sắc thinh hương, sắc thinh khí vị xúc, đối tượng của ngũ quan. Cái chữ kama có cái nghĩa thứ hai đó, gọi là kamaloka, tức là khổ dục, tức là chỉ cho 11 cõi, 4 cõi khổ cõi nhân loại và 6 cõi trời dục giới. Còn cái chữ kama còn có nghĩa nữa, kama klesa là phiền não dục, ở đây chỉ cho kama raga là dục ái hay là dục tham. Thì khi mà chúng ta định nghĩa về cõi dục, về cái tâm dục giới, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một điều. Chúng ta nên định nghĩa chung chung, chứ chúng ta không lấy riêng về cái nghĩa nó liên hệ với phiền não dục. Nó kẹt lắm. Nó kẹt chỗ nào? Là vì trong tâm dục giới vẫn có những tâm của bậc A-la-hán. Cho nên là chúng ta, nếu mà định nghĩa một cách chung về cái tâm dục giới đó, thì chúng ta nên hạn chế nói về việc phiền não dục. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta định nghĩa về tâm dục giới thì chúng ta cũng cẩn thận, chúng ta không nên nói quá nhiều về cái tâm mà chỉ diễn ra trong cõi dục giới. Bởi vì tâm bất thiện, tâm thiện dục giới vẫn sanh diễn ở trong cõi sắc giới và cõi phạm thiên vô sắc giới như thường. Nhưng mà tại sao gọi là dục, dục giới? Là bởi vì những cái tâm này chuyên môn biết cảnh dục. Nói là chuyên môn biết cảnh dục, chúng ta dùng cái từ chuyên môn biết cảnh dục, chứ chúng ta không thể nói là tâm chỉ biết cảnh dục. Vì quý vị học dần dần, chúng ta sẽ thấy rõ ngoài sắc thinh khí vị xúc thì cái tâm dục giới như là tâm thiện, tâm bất thiện thì nó vẫn biết được cảnh pháp, cảnh danh pháp. Thậm chí cái tâm đại thiện hợp trí hay đại tối hợp trí vẫn biết được cảnh niết bàn như thường. Do đó chúng ta phải biết là cái tâm dục giới nó có ý nghĩa rất là sâu rộng. Nhưng ở đây dựa theo câu bài chú giải thì chúng ta thấy là kame avacharatiti kamavacharam là tâm thường lui tới lui với cảnh dục, khỏi dục thì gọi là tâm dục giới. Chúng ta chỉ nói là thường tới lui thôi. Thì ở đây giới thiệu tâm dục giới có 54 thứ này chúng ta sẽ học
chúng ta sẽ học sau. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua cái loại tâm thứ hai, đó là tâm sắc giới. Rupa vachara citta hay là rupa phumi citta, cái tâm lĩnh vực sắc. Gọi là tâm sắc giới, nó cũng có một ý nghĩa mà chúng ta cần phải lưu ý. Nói tâm sắc giới là cái tâm sanh trong cõi sắc, nó cũng sai, định nghĩa vậy là sai. Là bởi vì ở dưới cõi dục giới nhân loại, chúng ta vẫn có thể đắc được thiền sắc giới, cái tâm dục giới như đắc được thiền sắc giới, thì cái tâm sắc giới nó vẫn có mặt ở trong trong cõi dục, cho nên không có lý do gì để mà chúng ta cả quyết là tâm đó sanh, tâm đó chỉ có mặt ở trong cõi sắc giới. Ở đây chúng ta chỉ có định nghĩa là những tâm thuộc lĩnh vực thiền mà đề mục hữu sắc, chúng ta gọi là thiền đề mục hữu sắc. Và thường hoạt động trong cõi phạm thi sắc giới. Chúng ta lấy hai nghĩa. Nếu mà chúng ta nói đến cái việc mà sinh diễn trong cõi sắc giới thì chúng ta nói là thường hoạt động thôi, chứ chúng ta không thể nói là nó chỉ hoạt động ở trong cõi sắc. Nhưng mà tại vì gọi là thiền, gọi là tâm sắc giới, là nó thuộc về lĩnh vực thiền đề mục hữu sắc. Và trong cái câu Pali chú giải thì cũng chỉ bình thường rupe avacharati ti rupa vacara, tâm thường lưu tới với đề mục sắc và cõi sắc, gọi là tâm sắc giới, thường lưu tới thôi. Như avacara, avacharati có nghĩa là lưu tới. Cái tâm sắc giới này có 15, có 15 thứ. Cũng như khi chúng ta định nghĩa về tâm vô sắc giới thì chúng ta nên chú ý đến ý nghĩa tâm vô sắc giới là những tâm thuộc lĩnh vực thiền đề mục vô sắc. Còn cái nghĩa phụ là và thường hoạt động trong cõi phẩm thi vô sắc. Thì tâm vô sắc giới này có 12 thứ. Rồi cái tâm siêu thế, ở đây trong bốn cái loại tâm phân theo lĩnh vực thì có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, chúng ta gọi chung là tâm hiệp thế. Vì ba loại tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới này nó liên quan ở trong tâm giới, là liên quan đến cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên gọi là logia chết tắt. Thì có một loại tâm nữa là thuộc lĩnh vực siêu thế,
gọi là tâm siêu thế luôn có tác chính tác. Cái tâm siêu thế này cái việc mà định nghĩa về tâm siêu thế vì từ xưa đến giờ có đôi khi chúng ta gặp những cái chỗ định nghĩa nó chưa có hoàn chỉnh lắm. Thí dụ như có người họ có chỗ có sách thì họ định nghĩa là cái tâm siêu thế là cái tâm vượt khỏi thế gian. Thì cái này thưa quý vị, thật ra cái tâm siêu thế nó cũng là bốn danh quẩn. Tâm pháp siêu thế cũng là bốn danh quẩn: thọ tưởng hành thức. Thì cái gì mà còn là pháp hữu vi, còn là thuộc về quẩn thì cái đó nó còn ở trong đời, chứ tại sao mà nó vượt khỏi đời? Chỉ khi vô duy với bàn thì mới vượt khỏi đời, chứ còn nếu mà đắc đắc tâm sự thế, đắc đạo quả rồi đó thì vẫn còn là hữu duy với bàn. Do đó chúng ta không định nghĩa tâm sự thế là tâm vượt ngoài thế gian, vượt khỏi đời. Chúng ta khoan định nghĩa cái chuyện đó. Và chúng ta phải, trước hết chúng ta phải nhấn mạnh chữ siêu thế ở đây đó. Cái gì là siêu thế? Chỉ có Niết Bàn mới là siêu thế. Bởi vì Niết Bàn Lokato Uttaratiti Lokuttara siêu suốt tâm giới gọi là siêu thế. Tâm nào mà chuyên môn biết cảnh Niết Bàn thì tâm đó là tâm như thế. Chúng ta định nghĩa như vậy là chúng ta không có bị vướng vấp đâu hết. Những cái tâm như là cái tâm đại thiện hợp trí hay đệ tố hợp trí cũng biết cảnh Niết Bàn, nhưng tại sao không gọi là tâm siêu, không gọi đó là những cái tâm siêu thế, mà những cái tâm đạo tâm quả biết cảnh Niết Bàn rồi tâm siêu thế? Xin thưa rằng là khi nào mà vị hữu học hay là vị thánh lậu tận ngài dùng cái tâm thiện, dùng giới hợp trí, hay là dùng cái tâm đại tố hợp trí để ngài phản kháng Niết Bàn để chứng đắc, thì lúc đó gọi là tâm thiện hay tâm tố biết cảnh Niết Bàn. Nhưng mà chỉ biết cảnh Niết Bàn trong một vài trường hợp hạn hữu, chứ không phải là tất cả trường hợp nào cái tâm thiện dùng giới hợp trí và cái tâm tố dùng giới hợp trí cũng biết cảnh Niết Bàn. Những cái tâm thiện nó sanh khởi cho phàm phu thì không có biết ảnh Niết Bàn. Những cái tâm thiện hợp trí hay tâm tố hợp trí mà dòng cho có sanh khởi diễn trình trong cơ tánh của bậc thánh hữu học, thánh vô học, nhưng mà lúc các ngài dùng cái tâm thiện dùng giới hợp trí hay là dùng cái tâm tố dùng giới hợp trí để thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ chuyện khác, thì lúc đó những cái tâm thiện tâm tố này vẫn không biết Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái sự mà biết Niết Bàn chỉ là hạn hữu, khi biết khi không biết, nhưng mà tâm siêu thế thì khác. Tâm siêu thế vì hễ khởi lên là biết cảnh Niết Bàn, sanh lên là biết cảnh Niết Bàn, và luôn luôn là như vậy.
chắc chắn là như vậy, cho nên mới gọi là tâm siêu thế. Thì ở đây có một điều mà chúng tôi đã nghiên cứu ở trong cái sách học cái giáo trình của ngài sách Tham Ác Thừa Cái Cá. Thì ở đây khi ngài phân ra đó, có những sách mà phủ nhận rằng cái tâm siêu thế phải là tâm thiền, nhưng ở đây không phải, vì rằng tâm siêu thế nó vẫn có tương ưng với các chi thiền, bởi vì đạo quả sơ thiền, đạo quả nhị thiền, đạo quả tam thiền, đạo quả tứ thiền, đạo quả ngũ thiền phân ra như vậy thì chúng ta mới tính đủ 121 tâm. Do đó cho nên với tất cả biết cha năng gây hít sống một dược tăng chỉ tầng tiết cha là chỉ tầng tâm tương ưng với các chi thiền như tầm vân vân thì gọi là tâm thiền. Do đó tâm đấu đại tức là sắc giới vô sắc giới và tâm siêu thế gọi chung là 67 tâm thiền cha là chỉ tắc. Và điều này chúng ta cũng cần phải lưu ý. Cũng như có bị thì họ nói rằng tâm siêu thế, tâm đạo tâm quả, thì tâm quả siêu thế không nên xài cái chữ quý và các chết tắc. Nhưng mình xin thưa quý vị, nếu mà mấy vị đó nói như vậy thì hãy bỏ đi hoặc là sửa lại đi cái bộ Thamasangani khi mà ở trong bộ Thamasangani chánh tạng vẫn xài lục phu ta đó quý ba cá chánh tạng, xài quý ba cá được hết. Tại sao vậy? Là bởi vì có bốn giống, tức là cái giống quả gọi là quý ba cá cha tiết, thì ta tâm quả sự thế vẫn thuộc về giống quả, cho nên nó được gọi là lục phu ta đó quý ba cá. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa đặc biệt của quý ba cá siêu thế, gọi cái tên đặc biệt là pha lá để phân biệt với quý ba cá là tâm quả của hiệp thế. Cái phần này chúng tôi sẽ nói sau này. Còn bây giờ thì chúng ta lại chuyển qua một cái vấn đề khác, là khi mà chúng ta phân định tổng quát 54 tâm tuyệt giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Nhưng mà bây giờ 54 tâm tuyệt giới đó là gì? Thì ở đây chứ chúng tôi lại sắp xếp bốn giống hay là bốn tính chất cha tiết của tâm để trình bày. Thực ra thì ở trong cái bộ Abhidhammatassangaha Thắng Pháp Tập Biến Luận thì ngài lại phân bố với tâm dục giới không có theo giống. Mọi người nói rằng mọi người chỉ trình bày tâm bất thiện, rồi đến tâm vô nhân, rồi đến tâm dục giới tịnh hảo, đại thiện, đại quả, đại tốt. Xong rồi qua cái phần tâm sắc giới đó, ngài Anuruddha là người quay trở lại cái tâm sắc giới chia theo ba giống, tức là có tâm thiện, có tâm quả, có tâm tốt. Tâm vô sắc giới có tâm thiện,
có tâm quả, tâm tốt. Tâm siêu thế thì chỉ có hai giống tâm, tức là thiện và quả mà thôi. Không có bất thiện, không có tốt. Đâu có tâm bất thiện siêu thế hay là đâu có tốt siêu thế đâu. Cho nên ở đây chúng tôi mạo muội chúng tôi sắp xếp lại cái tâm dục giới chúng ta học là nó chia theo bốn giống, là giống tâm bất thiện. Chúng ta chỉ nói tâm bất thiện là đủ rồi, chúng ta khỏi cần nói tâm bất thiện giới, bởi vì tâm sắc giới, vô sắc giới, tâm siêu thế không từng có cái loại tâm bất thiện đó đâu. Cho nên tâm, cái giống tâm bất thiện chỉ có ở trong cái lĩnh vực dục giới thôi, chỉ duy nhất ở trong lĩnh vực dục giới. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần gọi là tâm bất thiện là người ta biết rồi. Rồi cái giống tâm dục giới thứ hai đó, đó là cái tâm thiện dục giới. Ở chỗ này chúng ta không, chúng ta nếu mà chúng ta không xài cái chữ dục giới ở phía sau đó thì người ta sẽ nhầm. Bởi vì tâm thiện nó có bốn lĩnh vực, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Do đó chúng ta muốn nói ở đâu thì chúng ta phải nêu cái địa chỉ nó rõ ràng. Chúng ta muốn nói 18 cái tâm thiện dục giới thì chúng ta phải nói chữ dục giới. Kama vachara kusala citta, chúng ta đều đủ. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta 189 và 121 tâm chúng ta phân theo tính chất thì có bốn loại. Một là tâm bất thiện gọi là kusala citta, nó có 12 thứ. Hai là cái loại tâm giống thiện gọi là kusala citta, có 21 hoặc 37 thứ. Ba là giống quả vipaka citta, có 36 hoặc 52 thứ. Và bốn là cái giống tố hay là giống duy tác, tâm tố, tâm duy tác, kiriya citta. Chữ kiriya danh từ nữ tánh trên đường có chữ A quý vị, số 4, tâm tố kiriya citta. Chúng tôi bữa hổm kiểm bài mà chúng tôi vẫn còn sót, vâng là sót chính tả chút. À đúng rồi, cảm ơn cô thư nữ Tịnh Hạnh. Tâm tố kiriya citta có 20 thứ. Thì ở đây là có những cái định nghĩa chung gọi là tâm bất thiện, nghĩa là những bất hảo. Tâm bất hảo ở đây chúng ta cũng có danh từ để gọi là asokanacitta, là tâm vô tình hảo đó, gọi là tâm bất hảo. Không hiện thiện tương ưng với tâm bất thiện, tâm sân si là nhân tạo quả xấu. 12 tâm bất thiện chỉ thuộc lĩnh vực dục giới thôi. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái tâm vô tình hảo đó, thì sau này chúng ta sẽ học, tôi sẽ nói thêm nữa. Còn ở đây đó, chỉ nói sơ cho quý vị là theo trong A Di Đàm, cái sự phân loại cho tâm vô tình hảo đúng ra có 30 thứ. Nhưng mà một là những tâm nào nó tương ứng với tâm bất thiện, tham sân si, thì cái đó là cái tâm vô tình hảo mà thuộc bất thiện. Trường hợp thứ hai là 18 tâm vô nhân. Vô nhân có nghĩa là không có hợp với nhân tương ứng, tức là vô tham, vô sân, vô si, tức là không hợp với nhân tình hảo, cho nên nó gọi là vô tình hảo. Cũng như khi mà chúng ta nói
người, hai người đều là những người không con, nhưng một người không có con, không có công trạng gì hết, nhưng mà họ không có lỗi lầm gì. Còn một người không có công mà lại có tội thì cái hạng đó là hạng xấu. Còn cái hạng mà không có công cán gì hết á, thì cái đó nó không phải, nó không tốt vậy thôi, chứ không phải là không xấu. Cũng như cái tâm vô nhân gọi là vô tình, vì rằng nó không có hợp với nhân tương ưng tình hảo nên mới gọi là tâm vô tình hảo. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng 30 tâm này gọi là tâm vô tình hảo thì đều là những cái tâm xấu, không phải. Khi nào vô tình hảo mà nó có phối hợp với nhân xấu, nhân xấu ở đây là tham sân si, nó không có nhân tình hảo mà có phối hợp với nhân xấu thì chúng ta mới gọi nó là vô tình hảo bất thiện. Còn 18 tâm vô nhân nó cũng gọi là vô tình hảo, chẳng qua là nó không có hợp với nhân tương ưng tình hảo thôi. Thứ đến chúng ta gọi là tâm thiện, là những tâm có tính tịnh hảo tốt lành, tương ứng với căn thiện vô tham vô sân vô si, là nhân tạo quả tốt. Cái tâm thiện có 21 và 37 tâm, nó thuộc cả bốn lĩnh vực: thiện dục giới có 8 thứ, thiện sắc giới có 5 thứ, thiện vô sắc giới 4 thứ, và thiện siêu thế có 4 hoặc 20 thứ. Cái tâm siêu thế, cái tâm đạo đó, ở trong bộ Thamasangani vẫn dùng cái chữ Lokuttara Kusala Citta, tức là tâm thiện siêu thế như thường. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng tâm siêu thế không nên dùng chữ thiện siêu thế, mà phải dùng là tâm đạo Makacita. Nói như vậy là chúng ta quá khe khắc, và khe khắc đến độ mà chúng ta không còn để sắp xếp được theo một cái lề lối, một cái trình tự. Của bốn chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta vẫn xài là tâm thiện siêu thế bình thường. Đến khi nào mà chúng ta giải đến cái phần này thì chúng ta sẽ nói rõ thêm. Chỉ đơn giản thiện siêu thế tức là tâm đạo vậy thôi. Như vậy tâm thiện, tâm chống thiện thì nó có bốn lĩnh vực, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện sự thế. Tiếp đến thì chúng ta nói về tâm chống quả, hay chúng ta gọi tâm quả Vipakacitta. Nó có 36 hoặc 32 thứ. Tức là tâm giống quả nó vẫn thuộc bốn lĩnh vực phun biết, tức là quả dục giới 23 thứ, quả sắc giới có 5 thứ, quả vô sắc giới có 4 thứ, và quả sự thế có 4 thứ, có 4 hoặc 20 thứ. Khi mà phân ra như thế này thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà chúng ta hình dung ra cái hệ thống phân loại tâm thì nó dễ, nó không có khó.
đâu dễ vừa khó. Chúng ta cứ nhớ là hễ tâm thì phân theo bốn cái lĩnh vực: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sự thế. Rồi mỗi một lĩnh vực như vậy, chúng ta tùy trường hợp mà chia giống tâm. Như là tâm dục giới, tâm lĩnh vực dục giới thì nó có bốn giống tâm là bất thiện, thiện, quả và tố. Tâm lĩnh vực sắc giới thì chỉ có ba giống tâm là thiện, quả và tố thôi. Tâm vô sắc giới cũng có ba loại là tâm giống thiện, tâm giống quả, tâm giống tố. Còn riêng về cái tâm siêu thế, riêng về cái tâm tố, tâm hay là tâm duy tác, là những cái tâm mà nó không thuộc về nhân thiện bất thiện, mà cũng không về quả của thiện bất thiện. Nó là phi quả phi nhân. Đi với bà cái nó với bà cái thầm bát thầm ma thì nó là tâm tố, tâm duy tác. Thì tố hay duy tác này nó không có mặt đủ trong bốn lĩnh vực, nó chỉ có là ba lĩnh vực là giới, tố dục giới, tố sắc giới, tố vô sắc giới thôi, chứ không có tố siêu thế. Thì như vậy hình dung rất là rõ ràng, tâm mà thuộc giống bất thiện chỉ có thuộc lĩnh vực dục giới. Còn tâm mà thuộc giống thiện, giống quả thì nó có ở trong bốn lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Còn tâm duy tác, cái giống duy tác thì nó chỉ có trong ba lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi. Cái đó thì nó cũng dễ nhận ra thôi. Như vậy thì bốn lĩnh vực tâm phân theo tính chất á, thì chúng ta trình bày lại là tâm dục giới có bốn loại, 54 thứ, tức là 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 23 tâm quả và 11 tâm tốt. Hai là tâm sắc giới, nó chỉ có ba loại tâm, 15 thứ, là tâm thiện 5 thứ, tâm quả 5 thứ, tâm tố 5 thứ. Tâm vô sắc giới ba loại 12 thứ, là tâm thiện 4 thứ, tâm quả 4 thứ, tâm tố 4 thứ. Và tâm siêu thế có hai loại, chỉ có hai loại thôi. Nên chứ có 8 và 40 tâm, tâm siêu thế có 8 và 40 thứ, đó là tâm thiện 4 và 20 thứ, tâm quả 4 và 20 thứ. Ta chiên ở đây đó, khi mà trình bày về cái này thì quý vị đừng có ngạc nhiên là tại sao hồi nãy nói như vậy, nhưng mà ở đây chúng tôi nói tâm dục giới có bốn loại, rồi là tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả, tâm tố, mà không nói đến tâm thiện dục giới, tâm quả dục giới, tâm tố sắc dục giới, là bởi vì khi mà trình bày cái tiêu đề là cái tâm dục giới, tôi đã để ở phía trên, cho nên
Nói chi tiết cái phần nhỏ dưới thì chúng ta khỏi cần phải để. Vậy khi nào chúng ta nói chuyện ra ngoài đó, chúng ta muốn nói đến, muốn nói cho người ta biết cái loại tâm đó thì chúng ta phải nói là tâm thiện dục giới. Chứ chúng nói tám tâm thiện con cũng phải biết là tâm thiện nào. Cho nên về cách trình bày đó, ở đây chúng ta cố gắng làm sao cho nó sáng tỏ và nó rõ ràng cái sự sắp xếp bố cục đó, để cho chúng ta học thuộc lòng. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái bộ sách giáo trình Thắng Pháp mà ngài sắp thăm mắt vô tiếng cá ngài giảng dạy đó, thì trong đó phần đầu ngài có nêu rõ là học viên cứ mỗi một bài như vậy cần phải học thuộc lòng những cái tiêu đề của cái bài học hôm đó, phải học thuộc lòng. Vì ý nghĩa này nên mỗi một ngày và đưa ra một cái đề tài để học trong ngày hôm nay đó, thì chúng tôi cố gắng soạn làm sao để cho nó có mạch lạc thứ lớp, nó có lưu rính chút xíu để cho các học viên chúng ta có thể học được. Bởi vì khi mà chúng tôi soạn sách giáo trình thì chúng tôi hạn chế, chúng tôi không có viết cái ý nghĩa bên bông nhiều quá. Nếu mà viết ý nghĩa nó bên bông quá thì lúc bây giờ học viên không thể nào mà nắm bắt thuộc lòng được. Hiểu thì có hiểu nhưng mà không thể thuộc lòng. Quý vị đừng có chê cái cách học thuộc lòng nha. Vì cái sự học thuộc lòng sẽ giúp cho chúng ta cất chứa cái quyển sách ở trong đầu của mình, nhưng mà không phải học thuộc lòng từng chữ từng câu, mà chúng ta phải học thuộc lòng hết cái dạng bài đó. Nhất là cái môn Thắng Pháp, cái điều rất quan trọng trong việc thời buổi bây giờ người ta chê cái cách học thuộc lòng. Học thì đỗ đạt lấy bằng cấp vân vân, nhưng mà ra đến trường mà hỏi lại thì nhớ biết lộn xộn không đâu ra đâu hết. Họ cần phải có một cái iPhone, iPad đi theo để họ mở ra họ coi, chứ họ không thể thuộc lòng được. Ngày xưa cái phương pháp học tập là các ngài học thuộc lòng, cho đệ tử học thuộc lòng. Vì vậy cho nên đi đến đâu dù cho cúp điện đốt đèn cầy trả bài cũng vẫn được như thường, là vẫn thuộc lòng. Bởi thuộc lòng cho nó nói được, chứ đâu có cần phải cầm theo cái quyển sách. Mà nhất là quyển sách điện tử thì cần phải có pin, có điện trong đó mới có thể xem được, coi được, nói ra được. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cần phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng những cái tiêu đề như là ngày hôm nay đó. Quý vị học thuộc lòng cái bài chót. Như vậy bốn lĩnh vực tâm phân theo tính chất. A. Tâm dục giới bốn loại 1, 2, 3, 4. Tâm sắc giới ba loại 1, 2, 3. Tâm vô sắc giới hai loại 1, 2, 3. Tâm siêu thế hai loại 1, 2. Rồi chúng ta học thuộc lòng cái đó đi. Chúng ta học thuộc lòng cái đó. Đến chừng khi mà chúng ta đi sâu vào bên trong, chúng ta đi đâu cũng không có sợ là chúng ta lạc đường. Bởi vì chúng ta đã nắm được cái địa chỉ rồi. Cũng hay lắm thưa quý vị. Ngài Sách Thâm Mắt Chú Tư Cá, ngài nói trước hết là phải học thuộc lòng, rồi sau đó mới hiểu nghĩa.
mới học hiểu nghĩa. Và khi đã hiểu nghĩa rồi cộng với cái sự học thuộc lòng đó, thì cái vị học viên đó được xem như là đã có được cái sự thông suốt, thông suốt về pháp định nghĩa rồi. Chúng ta nhớ thông suốt về pháp định nghĩa. Bởi vì nếu mà Attapattisamvedi và Dhammapattisamvedi đó, liễu nghĩa liễu pháp đó, nếu mà chúng ta học, chúng ta biết ý nghĩa nhưng mà chúng ta không có thuộc lòng cái chi pháp, không thuộc lòng cái đoạn pháp, cái bố cục của pháp đó, thì vậy chúng ta gọi là không có liễu pháp được. Chúng ta chỉ liễu nghĩa chứ không có liễu pháp. Chỉ có nghĩa tính thọ chứ không có pháp tính thọ. Cho nên ở đây chúng ta hy vọng rằng là ở trong những môn học chúng ta có hai môn, là cái môn phản ngữ, môn Pali, và cái môn thắng pháp. Hai cái môn đó quý vị phải dành ưu tiên ở cái khía cạnh là chúng ta phải có những chỗ chúng ta phải học thuộc lòng, thì như vậy chúng ta mới có thể giấu được. Chứ còn nếu mà học những môn này, học phản ngữ Pali hay là học môn thắng pháp mà chúng ta chỉ ngồi nghe giảng giải lý luận lập luận rồi chúng ta về chúng ta bỏ, thì bữa sau chúng ta sẽ quên hết, không có nhớ. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay. Chúng ta vẫn chưa đi vào ở trong cái nội dung của, chúng ta chỉ mới có đi cho cầu ngoài thôi. Chủ nhật hôm nay là thứ năm, chủ nhật tới đó, chủ nhật tới thì chúng ta sẽ học qua cái phần cái tâm bất thiện. Vì cái tâm dục giới chúng ta nêu ra bốn loại. Cái loại thứ nhất là tâm bất thiện có 12 thứ, do đó cho nên chủ nhật tới là chúng ta học về 12 tâm bất thiện, rồi bắt đầu chúng ta mới có những cái ý nghĩa để chúng ta hiểu. Còn bây giờ chúng ta chỉ học theo cái sự bố cục của tâm, cái sự phân loại của tâm thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giới Đẳng Quang Hỷ điều học thảo luận hôm nay. Cũng có Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân cũng đã có từng học dược pháp, thì mong rằng hai vị ẩn sư sẽ giúp chúng ta. Ở trong rừng chúng ta cũng có cái may mắn là các vị giảng sư cũng biết Pali và cũng biết vị dược pháp hết. Cho nên các cái môn học mà chúng ta học được đó, chúng ta đã học như môn thắng pháp, môn phản ứng Pali hay là môn trung bộ tương ưng, thì các vị đều biết hết, để có thể thảo luận. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Thừa Sư. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử là hôm nay ở chùa đó lại có một đám tang của một Phật tử, và 10 giờ thì khóa lễ được bắt đầu ở tại Tăng Nghi Quán, và bây giờ cũng sắp sửa rời chùa với Chư Tăng, nên Chi không có điều học được, nhưng mà có soạn các câu thảo luận, và có lẽ để Đức Thầy Tri đã chuyển cho Thượng Tọa Thầy Quyền. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền bắt đầu cho phần điều học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng Tọa.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị đã báo. Đại chúng cũng có lẽ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thầy Thầy Giác Đắng, Thầy Thơ Pháp Tân, Thầy Thơ Thầy Thành, Đức Tự Tri, Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông, Cục Sư Tăng Đang Hiện Diện, Thầy Sao Đức Lý Tương Nữ, Cục Sư Phụ Tử. Vậy chắc có lẽ là thỉnh Thầy Tòa đi vào cái việc đột xuất cái lễ lễ tang. Dạ. Cho nên về kính thỉnh có lẽ chưa tăng có Sư Phụ Thị Siêu, con Sư Pháp Tân và còn xuống thông nữa thì có lẽ là chắc cũng ổn định chứ không sao. Nhật kính không tỉnh thường gọi rời chung nhận tôi đi đi việc ngày cái lễ này. Bây giờ câu hỏi đầu tiên, câu số 1 định nghĩa rằng tâm được định nghĩa là biết cảnh, vậy tâm nào không biết vậy là có tâm nào mà không biết được cảnh chăng? Và câu này có lẽ kính không tỉnh thường tòa, dạ có thường tòa Pháp Tăng vào nữa và rất là hay. Thì kính không tỉnh thường tòa Pháp Tăng, dạ. Nhưng một Phật tỉnh thường tòa Pháp Tăng thì để cho Sư Phụ Tự Siêu nghĩ một chút xíu rồi có gì rồi thì sẽ tỉnh Sư Phụ sẽ trả lời một câu, còn không nữa tỉnh Sư Phụ trả lời một câu này rồi tỉnh Sư Phụ đi nghĩ, tại vì có đã có thường tòa Pháp Tăng vào rồi thì ba huynh đệ chúng con thì sẽ dạ, ba huynh đệ chúng con thì sẽ trả lời có lẽ ổn định. Và nếu mà Sư Phụ muốn trả lời trước để Sư Phụ đi nghỉ, dạ một Phật và tỉnh Sư Phụ trả lời trước đi rồi Sư Phụ đi nghỉ, và để cho những chương trình sau nhiều Sư Phụ dưỡng sức. Dạ, tình hình cũng dịch bệnh ở Đồng Nai như Vĩnh Long cũng rất là căng thẳng. Đồng Nai thì có lẽ là sư thường tổ Pháp Tăng tăng bậc tổ tăng biết là bây giờ là sẽ cách ly toàn tỉnh vào giờ ngày nay, chưa mới được tin như vậy. Dạ, cũng nên là kính Sư Phụ trả lời trước. Dạ, kính thỉnh. Alo. Alo. Bây giờ là ngày Tự Siêu ngày đi nghỉ đúng không? Vậy là câu này ai trả lời? Thôi cộng mic trả lời luôn ha. À thì ở trong cái câu thảo luận này đó là tâm được định nghĩa là biết cảnh, vậy có tâm nào không biết được cảnh chăng? Mình không có thể nào nói rằng không có tâm nào cũng phải biết cảnh hết. Nhưng mà nhiều khi nó biết cảnh này mà không biết cảnh kia. Ví dụ như tâm nhãn thức thì biết cảnh sắc, nhưng mà nó không biết cảnh thinh. Nên bình thường mình học trong vi pháp á, thì mình nói tâm nhãn thức, có hai tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định. Còn 46 tâm kia, 46 tâm còn lại trong 54 tâm á, thì mới gọi là biết bất định. Chứ rồi ví dụ như tâm biết việc tái tục khổ kiếp tử đó, thì 8 tâm đại quả hay 9 tâm quả đấu đại, hay là đó là biết biết cảnh tái tục khổ kiếp tử. Bởi vì thường thường chúng ta học chúng ta để ý như thế này, tâm làm việc tái tục, tâm nó làm việc khổ kiếp, tâm nó làm việc tử. Như vậy là những cái tâm quả nó làm việc tái tục của kiếp tử. Còn ví dụ chúng ta học cái tâm nào làm việc tổng lực á, ví dụ chúng ta để ý á, nếu mà chúng ta học nhiều pháp mà chúng ta để ý tí xíu đó, thì chúng ta sẽ biết hết đủ 21 cảnh. Nhưng mà cái tâm nào cũng phải biết cảnh hết á. Nếu mà những cái tâm vô sắc á, thì cũng biết được cái cảnh, nó cái cảnh đó là cảnh pháp, nó không có phải là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng những cái cảnh vô sắc á, những vô sắc á, nó không có biết được cái gì luôn liên hệ đến sắc. Ví dụ như mắt á, thì có sắc thần kinh nhãn. Bây giờ người đó không có mắt,
không có cái sắc thần kinh nhãn, cái nghĩa là vị phạm thiên vô sắc nó giống như khói như mây vậy quý vị, nó không phải là sắc thần kinh giống như mình là sắc thần kinh rồi có sắc cảnh giới, rồi cái tâm nhãn thức nó nương vào cái thần kinh nhãn để thấy cảnh sắc, nó không có như vậy nên gọi là những cái tâm đó là tâm vô sắc, 12 tâm vô sắc, ở trong đó có bốn tâm thiện vô sắc như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, duy tưởng xứ, rồi bốn tâm quả là bốn tâm duy tác như vậy. Thì cái tâm đó nó biết cái cảnh mà cảnh pháp á, ví dụ như tâm mà biết cảnh ngủ mà không biết cảnh pháp á, ví dụ như tâm nhãn thức thì biết cảnh ngủ mà không biết cảnh pháp, mà còn cái tâm ý thức á, lộ ý á, thì nó biết cảnh pháp, mà nó biết cảnh pháp xuyên qua đó cái cảnh ngủ. Ví dụ mình cảnh ngủ là gì, ví dụ mắt mình thấy cái người đó, bây giờ mình không thấy người đó ở hiện tại nhưng mình thấy người đó, nó gọi là cảnh sắc mà nó quá khứ nó trở thành cảnh pháp hiện tại cho cái tâm ý thức, nó vậy đó. Ví dụ mình nghe một âm thanh người nào nói đó, bây giờ mình không có thấy, không có nghe người đó nói nữa, nhưng mình nhớ lại cái lời nói của người đó đó, thì gọi nó thuộc cái cảnh pháp. Đây cũng là cái điều mà chúng ta học, chúng ta để ý đó, thì chúng ta sẽ biết được. Như vậy á, thì trong 21 cảnh á, dù là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hay là cảnh ngủ, hay là cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, cảnh sắc pháp, danh pháp, cảnh chế định, cảnh tục đế đi, cảnh chân đế, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, ví dụ như vậy. Thì dù là 21 cảnh như vậy đó, thì nó cũng từ những cái tâm mà trong 21 tâm, ví dụ tâm mà biết cảnh niết bàn đó, thì đó là 20 tâm siêu thế biết cảnh niết bàn nhất định. Còn tâm thị dục giới hợp trí đó là nó biết được cảnh niết bàn bất định. Nó bất định là gì? Nó không có biết được nhất định, tại vì cái tâm đó nó ở dạng là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập thôi. Qua cái tâm đạo á, thì cái tâm sơ đạo sanh khởi, đó là cái tâm sơ đạo biết cảnh niết bàn nhất định. Nhưng mà cái tâm thiện dục giới hợp trí nó chỉ làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đó, thì cái đó là cái động lực hợp trí của những cái thiện đó, mình gọi là những cái động lực, cái tâm làm việc động lực đó. Còn ví dụ như mình kể cái tâm làm việc động lực đó, thì mình thấy động lực tham, động lực sân, động lực si, rồi động lực thiện dục giới, động lực tố dục giới, động lực thiện sắc giới, động lực tố sắc giới, động lực thiện vô sắc giới, động lực tố vô sắc giới. Thì cái tâm nào làm việc thiện đó, ví dụ chúng ta thấy cái tâm thiện nó có tâm quả đó, thì cái tâm thiện nó được gọi là tâm động lực, bởi vì nó cho ra cái sự tái sanh. Ví dụ như là những người mà họ đắc được thiền vô sắc như không vô biên xứ đó, thì có cái tâm quả không vô biên xứ cho họ tái sanh về cõi không vô biên xứ. Nên chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta để ý, chúng ta thuộc rất là lâu và chúng ta không có quên. Chúng ta không có quên, và chúng ta càng ngày đó thì chúng ta càng nhớ rõ, và chúng ta càng ngày chúng ta càng tu được là như vậy đó quý vị. Chứ nếu mà chúng ta học vi diệu pháp đó, mà chúng ta không có nhớ đó, đó là cái điều rất là thất bại. Nghĩa là mình học rồi mốt cũng trả lại cho thầy hết. Còn khi mình học mình nhớ đó là mình biết cái tâm nhãn thức đó, cảnh rất lớn đó, thì có động lực. Cảnh rất lớn có động lực chót na cảnh, ví dụ như vậy. Cảnh lớn thì chót động lực coi, nó không có na cảnh, ví dụ như vậy. Thì mình học mình hiểu được như vậy đó, thì mình biết được nó có động lực là cái nghĩa là cái này nó có nghiệp. Nó có cái nghiệp tham từ con mắt. Nên thường mình thấy rằng xúc thọ tưởng tư á, tư là nghiệp. Mà cái sở hữu nào ít nhất nó cũng có 7 sở hữu biến hành. Đó là ngũ song thức nó cũng có 7 sở hữu biến hành, có nghĩa là nó vẫn có sở hữu xúc, sở hữu thọ, sở hữu tưởng, sở hữu tư, sở hữu định, sở hữu mạng quyền, sở hữu tác ý. Như vậy là có 7 cái sở hữu nó sanh, nó cũng có 3 quẩn. Sở hữu thọ đó là thọ quẩn, sở hữu tưởng là tưởng quẩn. Còn sở hữu xúc đó, hay là tư hay là định hay là mạng quyền tác ý đó, nó đều là hành quẩn hết. Chúng ta mà học mà chúng ta để ý như vậy, chúng ta thuộc rồi thì không bao giờ chúng ta quên được quý vị. Không quên trừ khi nào mình bị bệnh não của mình nó bị nhũng não hay là nó bị gì đó thôi, chứ mình mới quên thôi. Chứ còn thật sự đó thì chúng ta thấy nó không có quên được. Có nghĩa mình học mình nhớ hoài. Tại vì bản chất của mình đó, là mình theo dõi
theo dõi cái tâm mình và biết cái nghiệp làm từ cái lộ nhãn môn hay nhĩ môn hay tỷ môn hay thiệt môn hay thân môn hay là ý môn. Mình tự mình học rồi mình tự mình thấy được cái nghiệp thiện ác ở trong cái đời sống của mình đó, đó là tự nhiên mình thấy hoài như vậy đó, nên nó mình gọi là có cái tri kiến, mình gọi là tâm thiện mà làm việc cải chánh tri kiến đó, mình biết cái nào tà kiến, cái nào chánh kiến, thì cái đó là cái điều mà rất là cần thiết khi một người học thiền pháp. Như vậy thì tâm nào cũng biết được cảnh nó cái gì, không có tâm nào không biết. Nhưng mà cái tâm nó biết được cảnh sắc là nó biết tất cả hay không? Nó không phải. Cái tâm biết cảnh sắc á, là chỉ biết cảnh sắc thôi. Là hai tâm nhãn thức biết cảnh sắc thôi, nhưng mà nó không biết cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nên thường thường mình học nó mình thấy được vô ngã, có nghĩa là cái tâm này nó biết cảnh này, nhưng mà cái tâm khác nó biết cảnh khác, chứ nó không phải biết cái cảnh này. Và đối với mình á, mình có ngũ song thức. Mình tưởng là tôi biết, tôi nghe, tôi ngửi, tôi thấy, tôi ngửi, tôi nghe, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư. Mình nói như vậy, nhưng mà từng thứ tâm rồi thì cái tâm nhãn thức nó chỉ biết cảnh sắc thôi. Như vậy thì khi mình học được như vậy đó, mình thấy là cái này là Đức Phật nói cái tâm nhãn thức nó biết cảnh sắc, thì nó có sắc thần kinh nhãn nè. Rồi nó có cái cảnh sắc là cái gì mà ví dụ con người cũng là cảnh sắc, tất cả những gì mình thấy đều là cảnh sắc hết. Xe cộ máy bay thuyền cho đến vi khuẩn đó, corona nó cũng là cảnh sắc. Khi mình dùng cái kiến hiển vi đó, mình phóng to nó ra đó, mình thấy được đó cũng là cảnh sắc. Do cái tâm nhãn thức mình thấy được cái cảnh sắc đó, do qua cái phương tiện là cái kính hiển vi phóng to ra mình thấy, nhưng mà nó cũng là cảnh sắc. Như vậy tất cả những gì mắt thấy đều là cảnh sắc hết. Nên gọi là sắc thần kinh, sắc cảnh giới đó, sắc cảnh sắc như vậy đó. Rồi tâm nhãn thức đó, nó nương vào con mắt. Nên khi mình nghĩ mình mù á, không phải là tâm nhãn thức mất. Nó không có cái sắc thần kinh nhãn, nên cái tâm nhãn thức nó không nương vào cái sắc thần kinh nhãn để thấy cảnh sắc thôi. Nhưng một lúc nào đó người ta có đủ cái điều kiện á, người ta giải phẫu con mắt của người khác, người ta đem, người ta gắn vô con mắt cho mình đó, mình thấy được. Mình thấy được như vậy là cái tâm nhãn thức tự nhiên nó từ đâu nó có lại. Nó không phải, nó không có từ đâu mà nó mà cũng không phải từ đâu có. Mà nó có những điều kiện thì nó có, mà nó không đủ điều kiện thì nó không. Ví dụ một cái người như vậy mà mình có con mắt như vậy nè, nếu mà vật gì làm cho mình mù con mắt khác thì nó thiếu sắc thần kinh nhãn, chứ không phải là tâm nhãn thức mất. Nó không phải vậy. Mình học cái này mình hiểu được cái lý vô ngã, và mình hiểu được những cái căn bản cho nó thực tế đó, thì mình thấy Đức Phật thì nó nhân duyên là vậy đó. Những cái điều kiện nó có đủ, nó có căn cảnh thức, nó có xúc thọ tưởng tư, thì nó có đủ bốn dịch, mình gọi là tôi thấy. Thì bốn danh quẩn đó nó đồng sanh. Bởi vì quý vị thấy rằng tâm và tâm sở nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh. Để nó sanh thì nó sanh chung nên gọi là đồng sanh. Nó diệt là diệt chung với nhau gọi là đồng diệt. Nó nương một căn, ví dụ tâm tất cả sở hữu nó đều nương cái thần kinh nhãn hết, mình gọi là nương một căn, nương vào thần kinh nhãn. Rồi biết một cảnh là biết cảnh sắc. Như vậy. Thì khi mình học như vậy hoài đó, mình học mình thuộc rồi, quý vị chúng ta nói gọi là thuộc rồi đó. Thì mình học mình thuộc rồi, mình nhìn cảnh sắc đó, mình biết với cái biết mà Đức Phật dạy cho mình qua văn tuệ, rồi mình suy nghĩ nhiều đó, mình có tư tuệ, cho đến lúc nào đó mình đoạn trừ được phiền não, mình từ bỏ được tà kiến chấp thủ đó, gọi là bởi vì thường thường thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó là cái bốn tâm tham hợp tà. Mình nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, nhưng mà thật sự ra những cái danh của nó đồng sanh để thấy cảnh sắc thôi. Mình không thấy có một cái ngã, một cái tự ngã nào hết. Thì mình phá được cái ngã tưởng là cái gì? Mình phá được cái thường tưởng, cái lạc tưởng. Khi mình hiểu được cái vậy đó, mình thấy được, mình phá được những cái đó từ từ. Nên cái tâm hợp trí là để từ bỏ tà kiến, là cải chánh tri kiến đó, là nó như vậy đó. Mình cải chánh tri kiến từng chút như vậy. Cho đến lúc nào nó chín mùi, đem cho nên mình chứng ngộ Niết Bàn. Thì cái tâm siêu thế đó, như là tâm sơ đạo, nó biết cả nhất Niết Bàn nhất định. Rồi có cái tâm quả nữa. Tâm quả sau sắc na đạo nó có hai sắc na quả đối với người độn căn. Đối với người lợi căn thì có ba sắc na quả. Mình thường gọi là cái sắc na, một người mà tục sinh có hợp trí đó thì không cần chuẩn bị. Một người ly trí đó, mà tục sinh ly gọi là hữu trợ đó, cái trí hữu trợ đó thì mình gọi là như là ngày thường tọa Việt Đẳng nói là trí trí thù thắng, trí trung bình đó. Cái trí trung bình và cái trí mạnh và trí nó hơi trung bình, thì cái tâm mà tâm hữu trợ đó cũng là tâm thiện hợp trí, nhưng mà hữu trợ
Còn cái tâm thiện hợp trí vô trợ là nó không cần sắc na chuẩn bị, mà nó cận hành thuận thứ chuyển tập, nên nó có ba sắc na quả. Còn cái người mà có chuẩn bị cận hành thuận thứ đó thì có hai sắc na quả thôi, cũng có sắc na tâm đạo nhưng mà hai sắc na tâm quả. Như vậy khi mình học mình nhớ vậy đó thì mình nhớ hoài quý vị, mình nhớ càng nói càng nhớ, và mình càng nhớ thì trong tâm mình nó gần như nó in luôn cái đó luôn, nó không có quên được. Chứ còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta không có để ý đó thì chúng ta không có không học xong chúng ta thấy khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta học mà chúng ta để ý đó, thì nó cũng không khó gì hết, chúng tôi thấy nó không khó. Biết cái tâm nhãn thức, biết cảnh sắc nhất định, rồi bảy sở hữu đồng sanh. Tâm nhãn thức đó, không biết được cái cảnh thinh. Nên thường thường người học diệu pháp nói rằng cái tâm tôi thấy cái bụi như vậy. Không phải tôi thấy cái mùi, mà cái thấy là nhãn thức, biết cảnh sắc. Còn cái mùi là cái lỗ mũi ngửi được cảnh khí. Mình nói cho nó rõ ràng là tâm nhãn thức biết cảnh sắc, mà tâm tỷ thức biết cảnh khí. Mình nói đâu đó thì nó có chi pháp liền lạc đó. Có tâm nó thanh lên rõ ràng như vậy. Như vậy thì nếu mà quý vị học 121 tâm thì có 21 cảnh. Trong đó có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh địa, cảnh xúc, cảnh pháp, rồi cảnh chế định, rồi cảnh tục đế, chân đế, rồi cảnh thiền đó, mình gọi là đáo đại đó, rồi cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, cảnh nội phần là bên trong, ngoại phần là bên ngoài, rồi cảnh niết bàn. Thì 21 cảnh đó mình học đó, mình nếu mình đọc đó, mình nhớ cảnh tái tục khổ kiếp tử đó, là ba cái tâm, những cái tâm quả nó làm việc tái tục khổ kiếp tử. Động lực đó, thì những cái tâm thiện bất thiện đó mình gọi là những cái tám tâm tham, hai tâm sân và tâm si đó làm việc động lực. Rồi chín tâm, tám tâm thiện dục giới, rồi tám tâm đó di tác dục giới, chín tâm thiện báo đại, rồi chín tâm di tác báo đại. Thì nó là những cái tâm mà làm việc động lực. Rồi 40 tâm siêu thế làm việc động lực. Thì khi mình học mình để ý như vậy đó thì biết tâm nó làm việc động lực là như vậy. Còn tâm làm việc thấy là hai tâm nhãn thức, tâm làm việc nghe là nhĩ thức, tâm làm việc ngửi là hai tâm tỷ thức, tâm làm việc nếm là hai tâm thiệt thức, tâm làm việc đụng là hai tâm thân thức, hai tâm tiếp thâu làm việc tiếp thâu, ba tâm quan sát làm việc quan sát, ví dụ vậy đó. Rồi tâm động lực, cái tâm quả mình tính ra tái tục khổ kiếp tử. Nếu mà quý vị mà học thuộc rồi đó thì quý vị tự nhìn vào bảng nêu, quý vị cũng có thể tính được hết 21 cảnh luôn quý vị. Chỉ cần tâm thôi, mình học được tâm nó biết được cảnh nào. Rồi tâm làm việc một việc, hai việc, ba việc, bốn việc, năm việc, mình tính từ từ nó cũng ra thôi. Nếu mà mình thuộc á, mình nhìn vào bảng nêu mình tính từ từ nó ra. Tại vì mình nhớ là tâm nó làm việc gì rồi mình nhớ từ từ mình tính ra hết. Như vậy á, thì quý vị mà nếu quý vị nào học một cái gì cứ nhìn vào bản nêu đó, mỗi lần ai nói cái gì mình cũng nhớ cái bản nêu đó thì mình không quên được. Một thời gian thì mình sẽ rất là giỏi quý vị. Như vậy á, thì không có cái tâm nào mà không biết cảnh. Không có tâm nào không biết cảnh hết á. Tại vì tâm nào nó cũng phải biết cảnh đó. Tâm là gì? Là biết cảnh. Tâm là gì? Định nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Nói gọn đó là tâm là biết cảnh, quý vị. Rồi nếu mà nói rằng tâm biết cảnh nhãn thức, cảnh sắc thì mình nói rằng tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định, còn 44 tâm 46 tâm còn lại là biết bất định. Ví dụ như là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, rồi 3 tâm tiếp thâu, 2 tâm quan sát, 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm tố dục giới đó thì nó là biết bất định, nó biết bất định, 2 tâm nhãn thức biết nhất định, 2 tâm thông nữa. Như vậy thì khi mà mình biết được như vậy đó thì tâm nó biết cái cảnh này mà không biết cảnh kia, chứ không có tâm nào mà không biết cảnh hết á. Bởi vì định nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Vậy thôi quý vị. Thành ra trong cái câu thảo luận số 1 á, thì Pháp Đăng xin nói với quý vị á, có cái tâm nào không biết cảnh không? Dù là hai tâm thông quý vị, hay là tâm thông. Hay là thường thường mình học vi diệu pháp có 8 tâm siêu thế thiền khô á, là cái tám cái tâm này vẽ cái vòng tròn không thôi, nhưng mà tâm đó cũng là tâm siêu thế thường khô, nó không có thiền nhưng mà nó là có tuệ quán để đoạn trừ những cái phiền não, nên gọi là tâm siêu thế thiền khô. Nó cũng biết cảnh luôn, nó cũng biết cảnh, nhưng mà mình học rồi mới chỉ mới viết ra tám cái tâm siêu thế thiền khô. Còn cái tâm thông thì vẽ hai cái vòng tròn,
hai tâm thông, nhưng mà tâm thông là biết cảnh, cảnh thần thông á, nó cũng phải biết cảnh, nó hiện thông mới biết cảnh thông á. Thành ra không có tâm không có biết cảnh đó, bởi vì tâm á, định nghĩa tâm là biết cảnh như vậy. Chúng ta phải nhớ vậy, tâm là biết cảnh, chứ không mình nói cái đơn giản nhất á, là tâm là biết cảnh. Rồi mình mới tính tâm là biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, rồi căn nào tâm nằm là biết cảnh tẩm tấn, đoán định, động lực, tái tục, hộ kiếp, tử, mình tính từ 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 mình tính ra. Và khi mình tính ra đó thì mình tự động mình nhớ luôn, quý vị, mình tính ra tự động mình nhớ luôn. Cũng có thể là mình quên mà quên những cái gì nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mình nói rồi mình nhớ luôn à, chứ không có quên nữa. Thành ra chúng tôi nó thật lòng đó, thì có người nào mà nó học cái diệu pháp khó đó, chúng tôi thấy không khó. Không khó, nếu mình chịu học thì không khó. Mình học rồi khi mình thuộc rồi, mình thuộc từng chút một chút, rồi từ từ mình thuộc nhiều là mình nhớ luôn à. Thì thôi bây giờ trả cái biết lại cho cho Tường Tòa Đại Quyền tiếp tục điều họp. Dạ mô Phật, sa thú kính chư anh đến Thượng Tọa Pháp Đăng đã trả lời một câu hỏi. Và bây giờ tiếp theo câu hỏi thứ hai. Dòng hiểu có Thượng Tọa Pháp Đăng nè, Phật Tăng có nghe rõ được không ạ? À? Cảm ơn sự tùy trì đã bóp cho cái câu hỏi số 2. Và có, nếu bây giờ thì một có Đại Đức Mù Đại Đức Quốc Tăng trả lời câu hỏi này, rồi Đại Quyền sẽ tiếp tục trả lời. Còn không nữa thì cứ rồi không thỉnh Đại Đức trả lời câu số 2 này thì Đại Quyền trả lời câu số 3 thì câu số 4 thì sau coi như là thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng luôn, coi như là đi đầu và đi cuối luôn. Và rồi kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sanh Khai Dạ, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, nên để từ tòa Pháp Đăng để tự quy tâm mình hành, để tự trì được cái đức sinh thông của Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Metta Ban Nhân. Cái câu số 2 ở đây đó là tâm dục giới có thể biết tất cả các cảnh sanh khởi ở trong tất cả cõi hữu tâm. Vậy thì định nghĩa thế nào cho chính xác? Chúng ta biết đó là theo vi diệu pháp thì tâm dục giới có 54 tâm. Có 54 tâm dục giới. Trong đó nó có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Thì ở đây nó là tâm dục giới biết tất cả các cảnh. Chúng ta thấy là phần lớn thì hình như là hầu như là tâm dục giới biết tất cả các cảnh. Tất cả các cảnh. Và như vậy thì cảnh thì có tới 24 cảnh. 24 cảnh. Thì ở đây đó thì như là cái tiếp như cái câu hồi nãy, câu số 1 là tâm là biết cảnh. Vì vậy hỏi là tâm dục giới thì nó bao hàm biết tất cả các cảnh như vậy đó, thì khi sanh khởi ở tâm, ở tất cả các tâm hữu tâm dự định nghĩa thế nào đó, thì ở đây đó chúng ta biết rằng khi nói đến tâm dục giới thì trước tiên đó là nói đến cái tâm đó nó sẽ là tùy theo tâm dục giới. Mà nếu nói là tâm gọi là nó liên quan tới phiền não dục thì nó biết liên quan đến với các cái cảnh mà là sắc, thinh, hương, vị, xúc, liên quan đến dục, liên quan đến dục. Ở đâu có thất sắc, thinh, hương, vị, xúc thì thường là những cái tâm dục giới hầu như là biết cái cảnh đó. Tuy nhiên thì những cái tâm dục giới nó còn biết những khác nữa, biết cảnh khác nữa, chứ không phải là chỉ biết cảnh dục. Bởi vì khi một người mà chứng thiền á, những người chứng thiền á, thì chúng ta thấy rằng hai cái bốn cái sát na đầu tiên hay là bốn cái lộ
cái gọi là lộ trình tâm, mà cái diễn tiến là chuẩn bị cận hành thuận tứ để chuyển tập để mà chứng thiền đó. Thì khi mà một người chứng thiền sắc giới chẳng hạn, thì cái tâm dục giới cũng làm cái việc đó, ở cái sát na chuẩn bị cận hành thuận tứ rồi chuyển tập, rồi sau đó là thiền. Thì tùy theo một cái vị hành giả chứng thiền gì đó, thì vị đó cũng có thể cái tâm thiền nó sẽ sanh khởi lên. Ví dụ như chứng sơ thiền, thì nếu là một người phàm chứng thiền hay là bậc thánh hữu học, thì thường là với cái tâm thiện sơ thiền sắc giới, nếu là chứng sơ thiền. Tương tự như vậy thì tâm nhị thiền, thiện nhị thiền sắc giới, hay là nhị thiền tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, thiện tứ thiền sắc giới, vân vân, hay là ngũ thiền sắc giới, thì những cái tâm đó là đều là được gọi là những cái tâm thiện. Thì ở đây đó chúng tôi thấy rằng đó là ở cái cõi hữu tâm á, hữu tâm thì chúng ta thấy rằng là ở cõi hữu tâm thì hầu như là các cõi sắc giới là cõi hữu tâm. Chỉ có một cái cõi duy nhất ấy, là cái cõi vô tưởng, không tâm, không có tâm, mà chỉ có sắc thôi, chỉ có sắc thôi. Còn cái cõi hữu tâm nữa đó, là bốn cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc ấy, thì không có tâm, xin lỗi, không có sắc nhưng mà có tâm. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với một cái lĩnh vực mà thiền của một cái vị mà chứng thiền vô sắc cũng vậy, đó là mức độ của tinh tế của nội tâm. Một cái sở chứng của một cái vị hành giả chứng thiền vô sắc, bởi vì như trong kinh á, thì Đức Phật ngài nói là vượt lên trên sắc tưởng, trú vô tưởng. Thì ở đây đó là đối với một cái đối với một cái vị hành giả mà chứng thiền vô sắc á, thì dĩ nhiên là vị đó phải vượt qua giai đoạn của thiền sắc giới, vượt qua giai đoạn của sắc giới. Cũng như là mình nói rằng chứng sắc thiền sắc giới đó, thì chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu nói trong kinh bản thì tứ thiền. Thì ở đây đó rồi lần lượt một cái vị hành giả đó từ bỏ thiền sắc giới mới có thể là lần lượt chứng cái thiền vô sắc. Thì khi mình nói rằng một cái vị hành giả mà chứng thiền vô sắc cũng vậy, ở là ngay cả những cái cõi mà gọi không sắc, tức là cõi vô sắc, hay là cái cõi cái năng lực của thiền đó, chúng ta thấy rằng cái vị đó cũng phải qua cái giai đoạn để chuẩn bị cận hành thuận tứ, chuyển tập rồi để chứng thiền. Dĩ nhiên là khi một vị chứng thiền sắc giới rồi đó, thì mới có thể là chứng thiền vô sắc. Thì như vậy thì cái tâm của một chúng sanh hiện hữu đó, chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái cảnh đáo đại hay là cảnh thiền, ở trong những cái cảnh của trong một trong những cái cảnh của một cái vị mà chứng thiền đó, thì vị đó cũng biết được cái tâm của mình, và cái tâm của mình nó sẽ sanh khởi để rồi biết cái cảnh đó, biết cái cảnh đó. Cái cảnh đó thì là ta nói ở trong cõi dục giới thì cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, cảnh chế định, vân vân. Thì rất là nhiều cảnh, nhưng mà những cái đề mục mà chúng ta thấy rằng ở trong thiền vô sắc á, thì bốn cái lãnh vực của thiền vô sắc, thì chúng ta thấy rằng cái lãnh vực mà thiền chứng của cái không vô biên xứ, nó thuộc về chế định, nó thuộc về chế định, không vô biên thư xứ về chế định. Bởi vì vị hành giả quan niệm rằng, quan niệm rằng cái hư không này là không cùng tận, thì cái quan niệm là hư không không cùng tận nó là thuộc về chế định, biết cái cảnh chế định.
Rồi á, là cái tầng thiền thứ hai trong vô sắc á, thì là thức vô biên xứ á. À, thức vô biên xứ thì đó là lại là thức ở đây chính là tâm, thức ở đây chính là tâm. Nhưng mà cái gì biết được cái hư không đó không cùng tận thì là do cái tâm, do cái tâm. Cho nên thức không vô biên xứ nó thuộc về cái đề mục, thuộc về nó thuộc về chân đế, nó thuộc về chân đế. Và cái tầng thiền thứ ba trong thiền vô sắc á, thì nó lại là thiền chế định nữa, nó lại là tầng thiền của chế định nữa. Quan niệm rằng vô sở hữu xứ, không có cái chi là của mình, không có cái chi là của ta. Quan niệm như vậy thì cái đó nó thuộc về chế định. Nhưng mà cái tầng thiền vô sắc thứ tư đó thì nó thuộc về chân đế, thuộc về chân đế. Bởi vì đó là phi tưởng, phi tưởng, tức là chỉ cho cái nó là vừa hiển hiện của dường như có của tâm và dường như là không có của tâm. Phi tưởng, phi tưởng. Như vậy thì bốn cái đề mục đó, đó chúng ta thấy rằng nó là hai đề mục liên quan đến tục đế, và hai cái tầng thiền liên quan đến tục đế, hai cái tầng thiền liên quan đến đến chân đế. Chân đế tức là pháp gọi là pháp nhất định của thế gian là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta nói rằng một cái vị hành giả, như một cái vị hành giả ở cõi dục giới, vị đó chứng thiền dục giới, chứng thiền sắc giới, rồi chứng thiền sắc giới, chứng thiền sắc giới, rồi chứng thiền vô sắc giới, thì cũng lần lượt bằng với cái tâm dục giới đó, nếu cái vị đó ở cõi dục giới. Thì tuy rằng cái đề mục đó, thì nó có tinh tế hơn, tức là ở cái đề mục của vô sắc nó có tinh tế hơn, nhưng mà cũng là tâm để chứng nghiệm những cái cảnh đó, và tâm biết cái cảnh đó để rồi thành tựu những cái thiền chứng mà vị hành giả thành tựu. Do vậy đó thì chúng ta biết rằng cái tâm dục giới nó bao hàm lắm, và nó bao hàm, nói chung là nó biết tất cả các, hầu như là tất cả các cái cảnh, hầu như tất cả các cảnh. Như là Thượng Tọa Tỳ Siêu đã nói khi nãy, cả tâm dục giới, ngay cả một vị hành giả, một cái vị thánh mà ở cõi dục đó, thì cái vị đó biết cái cảnh niết bàn. Tuy là cảnh niết bàn á, thì là do tâm tâm siêu thế thì lấy cảnh, lấy niết bàn làm cảnh, lấy niết bàn làm cảnh. Nhưng mà trước đó cái giai đoạn của tâm dục giới cũng là cái điều kiện để cho biết cái cảnh của niết bàn. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng dù độ thô thiển là thiền sắc giới, ví dụ như mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới, rồi lần lượt là chứng bốn thiền vô sắc, thì lần lượt như vậy đó thì cái tâm nó hoàn toàn tinh tế hơn, và cái tâm đó cũng là chỉ là biết cái cảnh thôi, biết cái cảnh. Và dù nó có tinh tế như thế nào, cả hiện khởi ở cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc, hay là cõi không tâm, tức là cõi vô tưởng, hay là cõi vô sắc, tức là không có sắc mà có tâm, thì cũng là do cái tâm hoạt động, hoạt động để thấy cái cảnh đó, bắt nguồn từ ở cái tâm dục giới đó mà ra. Thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi thứ hai. Nếu có điều chi chưa đủ thì thỉnh chư Tôn Đức Bổ Thúc Viên. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú kính tri ân đến Thượng Thật Phật Tăng. Quả thật như vậy, kính thưa quý vị, nó cái khổ nó tầm dục giới nữa lớn quá đi. Cho nên Thượng Thật Phật Tăng đã trả lời như vậy. Dạ, tiếp theo cái câu quý vị cho câu hỏi thảo luận số 3. Bây giờ có lẽ chúng tôi phải trả lời cái câu số 3 này rồi. Hỏi rằng tại sao tâm siêu thế cũng có năng lực lớn nhưng không liệt kê trong nhóm tâm đấu đại? Kính thưa quý vị, tuy nó là cái chữ tâm đấu đại có nghĩa là tâm lớn, tâm rộng lớn, nhưng quả thật thì tâm đấu đại nó chỉ bắt cảnh thiền thôi.
cảnh thiền của cái chẳng như bây giờ cơ thiền của thiền thiền sắc giới thì bắt theo cái cảnh thiền sắc giới và cái tâm tâm đấu đại của vô sắc giới thì bắt cảnh vô sắc giới của không vô biên thức vô biên vô sở phi tưởng phi tưởng xứ cũng như vô sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và chín các tầng thiền và cái tâm đó nó bắt cảnh như thế thì cái cảnh nó lớn lắm cho nên mới gọi là cái đấu đại đấu tận. Nhưng đây là một điều mà chúng ta nhớ, tuy là nó như vậy nhưng nó cũng có, nó cũng vẫn thuộc về về các pháp hiệp thế, nó vẫn còn về cái tâm mà nó thuộc về cái hiệp thế. Chỉ có cái tâm gọi là lô kia chi ta, cái tâm siêu thế đó thì nó bắt cảnh niết bàn, nó chỉ bắt cảnh niết bàn. Bắt cảnh niết bàn thì bắt cảnh phải nói là đặc biệt chứ không bắt cảnh khác được, bởi vì cái tâm siêu thế chính bắt cảnh niết bàn thì nó mới diệt trừ được cái phiền não và luôn cả có thể ví dụ vị ấy chứng đắc sau khi chứng đắc thiền các tầng thiền như chúng ta thấy là thường chúng ta cho tức là vị ấy tu chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền hay là chứng đắc được không vô biên thức vô biên vô sở hữu xứ, sau đó vị ấy bỏ và vị ấy mới vượt qua vị ấy vượt lên thì vị ấy mới chứng đắc được cái thiền vô sắc giới, chứng đắc được thiền siêu chứng đắc siêu thế thì chúng ta gọi là sơ, tức là có thể vừa tu chứng vừa chứng đắc thiền vừa chứng đắc sơ nhị sơ quả sơ quả nhị quả tam quả tứ quả rồi cũng vừa đúng với chứng đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì cái sơ thiền cái tâm hiệp thế này cái tâm đấu đại này thì nó còn nó rộng lớn trong trong cảnh siêu thế cái trong cảnh hiệp thế nhưng nó không thể vượt qua được cái cảnh siêu thế và chỉ tâm siêu thế 20 tâm đạo chỉ bắt cảnh niết bàn để cho ra quả quả siêu thế. Và vì vậy chúng ta nhớ hồi lúc mà Đức Bồ Tát ngài đi đến cái hai vị thầy Ulara và Kalama đó. Hai vị thầy này rất là giỏi về thiền sắc giới và vô sắc giới hay là thiền đấu đại, rất giỏi về thiền đấu đại và cái người các vị đó đã chứng đắc. Thì Đức Bồ Tát Siddhartha chúng ta tu tập chỉ trong một thời gian đã chứng đắc rồi. Thì tự ngài biết không được, cái này chưa có đúng với mục đích của mình, nó chưa phải là cao cả, nó chưa phải là tốt đẹp. Bắt đầu ngài mới tu chứng, đương nhiên là mới đi vào đường khổ hạnh 6 năm cuối cùng tu chứng về con đường trung đạo mới bắt đầu mới chứng đắc được. Đó mới chứng đắc được tâm siêu thế, tức hay là cái cảnh siêu thế. Cho nên so sánh đi nó là đạo đại, nó rộng lớn, nhưng cái tâm siêu thế nó vượt ngoài các cái thiền chứng, bởi vì tâm này nó không còn sinh tử, nó không còn trở lui cái trạng thái của sanh của già của đau của chết của sầu của bi của khổ của u của não nữa, bởi vì tâm để mà chứng đắc chúng ta nhớ nếu vị ấy chứng đắc được sơ quả thì vị ấy chỉ tái tục 7 lần, không quá 7 lần. Mà nói như vậy nó không quá 7 lần vậy chứ ít có ai mà chứng đắc được chứng đắc sơ quả mà tới cái thứ 7 lần. Thì phải nói lúc đó người ta có một cái sự nhàm chán, có một sự tu tiến, có một sự mong cầu để người ta thành tựu cái tu vị an lạc giải thoát niết bàn tứ đạo tứ quả. Đó là giá trị thật như vậy. Chứ còn ví dụ chúng ta nghĩ chúng ta là cái người ở khổ dục của chúng ta tham sống sợ chết thì chúng ta nghĩ chúng ta biết rằng ví dụ thôi kệ bây giờ mình cứ chứng đắc được sơ đạo cả được rồi là tốt rồi, thôi kệ chứ chắc chắn rằng có một cái vé an toàn, có một cái có một cái phòng vị chắc chắn rồi thì mình đi du lịch coi như là trong vòng 7 kiếp rồi cũng không sao. Phải như vậy mà phải nói rằng cái tâm tư của người đó đó thì phải nói đó, nó lớn và nó có sự nhàm chán, nó có sự xả ly một cách căn bản và rất rõ ràng như thế. Vậy thì cho nên vì vậy là tại sao mà tâm siêu thế nó có năng lực lớn nhưng không liệt kê trong tâm đấu đại? Không có, bởi vì tâm đấu đại tuy nó lớn như vậy nhưng nó cũng vẫn còn bị hạn lại, nó cũng bị giới hạn lại ở trong cái giá trị của hiệp thế của sanh tử khổ đau. Còn tâm siêu thế chỉ bất cảnh nhất bản
và chính bằng cái niết bàn đó, cho nên nó vượt ngoài cái vượt ngoài thời gian, vượt qua không gian, tức là vị ấy không còn sinh tử khổ đau nữa. Xin cái câu số 3 là như vậy. Và tiếp theo còn một câu số 4, cho kính cung thỉnh thượng tọa pháp pháp đăng. Pháp đăng còn có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, tôi hỏi thượng tọa pháp đăng còn trước máy không ạ? Thôi rồi, coi như nếu thượng tọa pháp đăng không còn trước máy thì có thể thỉnh thượng tọa pháp đăng. Nếu như hai nhiệm vị không có mặt trước máy thì tôi sẽ trả lời. Thượng tọa pháp đăng có mặt trước máy không ạ? Alo. Dạ rồi, một phần thỉnh thượng tọa pháp đăng trả lời cái câu số 4 giùm. Dạ, kính một tính thượng tọa. Bây giờ thì trong cái câu thảo luận số 4, cảnh của tâm sắc giới có phải là cảnh sắc của thị giác hay là cảnh thuộc về sắc pháp vật chất? Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có cái tu tập cái đề mục thì chúng ta thấy làm một cái đề mục là màu trắng như là xanh đỏ trắng vàng, chúng ta làm hợp gan với khoảng 4 ngón tay, chúng ta làm một cái dòng, chúng ta nhìn nhìn thì cái tướng đó là cái tướng nhìn lúc đầu á là bằng mắt nhìn cảnh sắc đó, mình gom tâm mình lại. Nhưng mà khi mình thiền sắc giới đó, nó không phải là cái cảnh sắc của mắt nữa, mà nó là cảnh sắc ở trong tâm đâu gì, nó thuộc là cảnh pháp này. Nên á, quý vị hiểu như thế này nè, bây giờ mình nhìn cái đề mục để mình gom tâm, mình gom tâm, mình nhìn vào cái đề mục đó mình gom tâm. Nhưng mà khi mà tâm á, của mình định rồi đó, nó có định rồi đó, thì mình nhìn, mình lúc mình vừa ngồi mình nhắm mắt lại thì cái đề mục đó nó hiện ở trong tâm của mình đó. Vậy cho đến khi mà thường thì quý vị biết rằng mình ngồi mình tập như vậy, từ cái sơ tướng rồi cái tợ tướng rồi cái quan tướng đó. Cái nghĩa là cái tướng mà mình chuẩn bị lúc đầu là bằng cái đề mục, mình gọi là cái khởi tướng á, cái tướng khởi đầu á. Rồi từ cái thí dụ mình làm đất đi, một gan ha, với mấy lóng tay đó mình làm thành đất, thì mình nhìn vô đất đó nó thô cứng, nó có nghĩa là mình dù mình làm cách mấy thì đất nó cũng khô rồi, nó cũng không có sừng sù của cái đó. Nhưng mà khi mình nhìn thiền rồi đó thì nó không có nữa quý vị. Mình nhìn một hồi nó trở thành cái đề mục thôi, cái đề mục ánh sáng nó dòng đất như vậy thôi. Cho đến lúc nào đó mà mình cái tâm mình định rồi đó thì mình ngồi đâu mình nhiếp tâm mình lại thì cái đề mục đó nó hiện được, có nghĩa là mình gọi là thủ trì tướng hay là quan tướng đó. Cái tướng nó có trong tâm của mình chứ không phải mình đi đâu phải mang cái đéo theo, nó không phải vậy. Ví dụ mình ngồi thiền mình tập đó thì có cái đề mục, nhưng mà lúc nào mình đắc thiền rồi đó thì mình không cần có cái đề mục đó nữa gì. Mình ngồi đâu đó thì mình định tâm là cái đề mục đó nó hiện lên, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, hư không đó, nó tùy mình tu cái đề mục đó. Nó khi mà mình tu, mình khởi tu đó thì mình phải có cái đề mục. Nhưng mà khi mà nó một lúc mà nó đặc biệt rồi đó thì nó không cần nữa. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện những cái vị đạo sĩ đó nhìn dưới nước đó, khoanh một vùng như vậy đó, họ đắc được định, có thuần thông họ bay lên luôn. Có nghĩa là vì những người đó họ thuần thục trong tiền duyên của họ, họ đắc thiền rồi. Bây giờ họ nhìn lại thì họ nhìn sơ rồi họ có thể họ đắc được thiền liền, đắc thiền có thuần thông bay lên. Như vậy thì chúng ta biết rằng chúng tôi nói quý vị mắt nhìn cái cảnh sắc chỉ có bảy sắc na trong cái tâm nhãn thức, thì mà đắc thiền đó là phải cái tâm ý thức, nó không phải là cái tâm nhãn thức quý vị. Cái tâm ý thức là do cảnh ngũ nó gạn lại. Cảnh ngũ là mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, rồi bây giờ nó không có cảnh sắc đó, nhưng mà bây giờ mình nhớ lại cảnh sắc đó. Thì quý vị biết rằng mình lấy đất mình làm là cái cảnh sắc hiện tại thì nó thô phù, kiên cứng, nghĩa là nó dù quý vị làm cách gì nó tự ướt, nó khô, nó cũng nứt nẻ, nó cũng này kia nọ. Nhưng mà khi một người mới nhìn vô tập nhìn cho nó gom tâm thôi, nhưng mà khi mà nó tới cái
cái tợ tướng là cái giờ không có cái sơ tướng đó, những cái tợ tướng mình nhìn là thì nó hiện ra tâm mình đó. À, cho đến khi mà nó trở thành cái quan tướng, là cái tướng có ánh sáng, rồi mình nới rộng ánh sáng ra, ví dụ như nới rộng ánh sáng ra, à, cái dòng Katina đó nới rộng ra. Cho đến khi mà mình đắc định đó, thì có một sắc na định thôi. À, ví dụ được định sơ thiền có một sắc na thôi, thì qua cái lỗ đắc định đó mình mới gọi là nhập thiền. À, thì mình cái lỗ nhập thiền là cái lỗ khác, còn cái lỗ đắc thiền nó chỉ có một sắc na thôi. Đắc thiền là mình từ chuẩn bị cận hành tuẩn thứ để đắc thiền, là một sắc na thiền sanh lên, gọi là người đắc thiền nữa đó. Thì bây giờ mình thể mà ai đắc thiền được thì người đó nhập thiền được. Nên thường cái người đắc thiền nó có năm qua si, là luyện năm qua si đó, hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền và phản kháng thiền. À, qua năm cái giai đoạn đó gọi là năm cái qua si đó, năm cái tự tại đó, mình ta làm cho cái tâm mình tự tại, mình hướng thiền, mình hướng vô sơ thiền, mình vô được liền. À, mình nhập thiền suốt một ngày hay hai ngày ba ngày, rồi mình trụ trong cái thời gian đó. À, rồi mình muốn xuất ra mấy ngày đó mình xuất ra như vậy. À, thì gọi là cái người mà, thì quý vị biết rằng nhá, cái tâm nhãn thức nó biết cảnh sắc á, cảnh sắc mà giờ phải gọi là thị giác không, nó không phải là thị giác quý vị. Mình mới đầu mình nhìn á thì cái đề mục đó, nhưng mà sau này mình không còn cái đề mục đó nữa, mà mình ở trong tâm mình á, mình ngồi lại mình hướng tới cái đề mục đó, thì cái đề mục nó hiện trong tâm mình á. À, nên gọi là tợ tướng quan tướng đó. Tợ tướng là cái tướng trước đó mình nhìn, rồi bây giờ mình tập trung lại cái tướng đó nó hiện trong tâm mình đó. À, như vậy đó quý vị, chứ không phải là cứ ngồi nhìn nó hoài đâu. À, mình ngồi nhìn mà tập trung được cái tâm mình, rồi bây giờ mình ngồi không có phải đi đâu cũng phải giác cái đề mục theo quý vị. Nên quý vị thấy chưa, tăng mà vô rừng ở đó có nhiều vị đó không có cái đề mục đó. À, nhưng mà họ có làm đề mục đó ở đâu đó, nhưng mà họ phải nhìn một lần thôi. À, nhìn một lần rồi tu một thời gian thôi, sau này họ bỏ cái đề mục đó mà họ vẫn ngồi thì họ vẫn thấy cái đề mục đó. Nên cái đề mục đó nó không phải là cái cảnh thị giác nữa. Thị giác là do mắt thằng mình đọc thằng kinh nhãn đó, nó biết được tâm nhãn thức, nó biết được cái cảnh sắc đó đó. Bây giờ nó không phải nữa, cảnh này nó thuộc cái cảnh pháp rồi, nó không phải cảnh sắc. Nên mới nói tâm sắc giới là những cái tâm mà chúng tôi nói quý vị, là những cái tâm mà nó đắc được thiền đó, là phải có cái tâm thiền hợp trí, làm việc chuẩn bị cận hành tuần tứ chuyển tộc, để cho người đó đắc thiền. Thì đắc thiền nó qua gọi là người gọi là người có sử dụng cái tâm thiền biết cảnh đau đại đó, được cảnh thiền đó. Còn cái người dục giới đó là không có biết được cái cảnh đau đại. Khi nào mình đắc cái thiền đó thì mình gọi là biết được cái cảnh đau đại, là tâm thiền sắc giới biết được cảnh đau đại, ví dụ vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định, nhưng mà cái tâm thiền nó biết đề mục sắc pháp, nhưng mà đề mục sắc đó nó là mình khởi đầu mình tu, rồi sau này mình ngồi mình ngồi lên thì cái đề mục đó nó hiện ở trong tâm của mình, nó hiện cái ánh sáng đó. Rồi từ cái ánh sáng đó mình phát khởi thêm lên cho đến lúc mà đắc định. À, khi đắc định rồi thì ngồi đâu cái đề mục đó nó hiện ở trong tâm mình, cột trong đó. Ví dụ một cái người mà đắc được mục đó rồi đó thì họ ngồi một ngày, họ chú niệm ngồi nhập thiền một ngày, thì họ ngồi nguyên một ngày, cho đến khi một đủ một ngày rồi đó thì họ xuất thiền. Nên gọi là nhập thiền tự tại, là xuất thiền tự tại là vậy đó. Hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, rồi phản kháng thiền. À, nếu mà họ phản kháng thì họ bước lên cái tầng thiền thứ hai. Còn nếu mà họ chưa có tập được phản kháng thì họ còn dính trong tầng thiền thứ nhất. Thì họ có tầng tứ. À, còn khi mà họ lên nhị thiền thì họ bỏ tầng. À, hay là theo tầng kinh thì nhị thiền bỏ tầng tứ. À, vậy đó. À, nên đây cũng là một cái khẳng định đó, là cái cảnh của tâm sắc giới có phải là cảnh sắc của thị giác không? Nó không phải, nó thuộc về cảnh thuộc cảnh pháp, chứ nó không thuộc về cảnh của mắt nhìn thấy cảnh sắc nữa. À, nên chúng ta hiểu như vậy, có nghĩa là một người tu rồi sau này họ ngồi họ nhớ lại cái đề mục đó thôi, chứ không phải là đi đâu họ cũng giác cái đề mục đi theo để họ nhìn cho đó, không phải. Có nghĩa là họ đã từng ngồi thiền nhìn vào đề mục đó rồi, bây giờ họ có cái tướng theo cái đề mục đó, mình gọi là tợ tướng đó. À, cái nghĩa là cái tướng đó bây giờ mình ngồi mình tưởng lại nó hiện cái tướng đó ra. Nên bình thường mới gọi là cái người mà tu định đó là cái tưởng đó là vậy đó. À, cái tưởng đề mục mà mình tưởng địa đại đó. À, mà thường thường quý vị thấy một cái người có tình thông như vậy đó, họ thấy nước mà họ tưởng thành đất, nên họ đi trên nước đó mà họ không có chìm, họ tưởng cái nước đó thành đất, hoặc là hư không thành đất. À,
nên họ tưởng là tưởng cái tưởng thể nhập đó quý vị. Một người mà tu định là cái định đó là cái tưởng thể nhập. Bây giờ thì hết giờ rồi quý vị, thì mời chi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng, chúng ta bế mạc cái buổi học hôm nay quý vị. Cảm biết lại chúng quý vị. Sa thú lành thay. Con Metta-vanya, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được tức mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Thầy giảng. Thank you.
Thank you.